Ok, ta hỏi là dừng đó EP topic thực kỳ dừng thì nằm bốn lại nấy lấy mua đó lấy bí cái gì thứ đơn gò sứ cổ đô xịp xíu mà nhé ta ơi xôn chưa rớt hả vậy để dân sạp bàn dân thường mua bạn nếu cứ thẳng nghĩa thì mình tạo đấy dân quản đã sạp bàn mua nãy dân cứ mua mua nắng tức cứ trăm trả gầy ta hỏi là dân thừa đó nhé 15과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 가을 가을 2번 추워요. 추워요. 스롤러맨에 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 오늘 날씨가 많이 춥네요. 하지만 눈이 와서 기분이 너무 좋아요. Ok, nào hiểu. Dẫn lại đi, xem lại mà này cái chứ cứ mơn mua dân kể cho lịm đi cá. Ta bên đi chưa đợi ở vậy, dẫn là nó không ca sản tới đấy như vậy. Ô đưa nôn đi vào so, xin cha chỗ ai ôm này. Dẫn đăng thả miên nôn, đây đã nôn cứ là đất chó chó u. Ở miền non liền thả, sẽ bọn bạn tự ở thì dẫn rồi tiện là mua để sẽ bàn nắng. Dẫn cứ thả nhắc lại nếu đăng thành nôn là nôn đi vào so, thả miên nôn. Bớ cứ đỡ cháu là chẳng chúng ta cứ lấy lấy buồn ta lỡ lấy buồn đang lấy tám tục ở nhà ở phơi chó chẳng nhầm bạc về sao to kìa 4번. 지금 비가 와요? 아니요, 안 와요. 날씨가 아주 맑아요. 5번. 수미 씨는 무슨 계절을 좋아해요? 저는 여름을 좋아해요. 투한 씨는요? 전 봄을 좋아해요. 오케이. 나는 좀 슬라이드 비하면 뭐 자, 또 틀릭 보내 해서 안 해. 틀릭 비하면 이제 남자는 무슨 계절을 좋아합니까? 의사 따 뭐라 하면 되는 거 조절 아바이. 따 조절 아바이 되는 거 아니야. 봄, 여름, 가을과 겨울. 언장 알아. mình vốn thay nhóm thật phương áp tái tụi con này tụi sắp chắc đời ra ra nhưng bộ phải dùng nuôi hả anh chẳng đôi tập hẹp đại hai mình này tụi mơ lấy buôn lấy pram tụi này tụi thiệt tụi áo nhật áo nhật phương cho chẳng dường và to thật thiệt tụi mẹ em ý kiến nhưng phương chung thỉnh áo thêm đó ta hỏi là tìm mối đó lấy tí cái thả ưng khí mưu bố cố mà nên môn trang ưu khổ rư xịp xíu mình thay áo dường mưu rút hai chứ mối biết để thấm trai mình này giống như khơi rút em đi những đăng tải rút sao bọn ấy cứ siêu on hà ta cho nên chăm cho lại nâng to nhé giống như cái siêu on hiểu và đầu một tiết những khơi rút sờ vài trận đấy sư phụ đã nhắm phải cả tụng chẳng mẹ này hay về độc tác cứ ai cao có mẹ này hay hẹn vô khắp đi đá cứ mà chạy giống như phụ quân nhập nó đi mẹ này hay vì cun hà đá mẹ quay kẹp này ọc nắng thế nhắn có mẹ này ok tỏ lỡ lên bây giờ lấy pram pin cái này tôi đã cả trang alma jun gò sứ khổ rư xịp xịu mới thảo dương rư biện đã nằm nông chuẩn lọc và hào này bán trầm trầm tờ chiêng kể nhé cả trang này là dương tự thiện mà nhớ chiêng kể tỏ là dương mớ phải thứ năm mê nâng kiểu rí ọp sò yô khu rẻ sò ra nơi bởi Việt Nam nâng ọp miên đấy kiểu rẻ đây là nghĩa tiền chẳng hái đối chân hai khu rẻ sò đối chân hái nó mù chua yô ọp miên đấy là nghe tiếp bằng tay mình phải chạy khắn giống mẹ này phụ phụ ở đây là nghe phong ở chạy khắn về tôi nói là nếu nún nhận vào miền bờ nhớ như sao lại đi tục sần vì ai khó rồi ai thở của vô việc vì thỏa mà đà vì sọp đai mẹ mà ta dương thở đâu à ná đây tôi chỉ nghiệp bỏ cái đạc khá chẳng giống như mới bờ sân diện năng lo chính ghế chẳng nhận được việc tại còn những nâu bị tốt nhớ cái đạc châu rí xoay nhắc lại cái đạc châu rí ọp xoay châu rí xoay nhắn khó hỏi pin nào si ga hư yo yo nhắn cái mình dễ dòng pin nào si mình này cái dễ dòng bị kẹt cho lệch xấu cứ chia kẹt cho toàn này chẳng chúng lái cứ lấy pì người ta nơi bên tây Việt Nam nó admin đời là nghĩa đấy để cho nên hái admin lẽ lẽ phải đời này toàn này là này ok là tí buồn cái thằng à chú chua yo mà cay yo cái tháng bất chỉ lõn nè mấy chó sờ là mà cay yo sờ là nhớ người ta cởi đi học sao
bởi vì số tặng cả đi học xây ông tạo nhật đây lắc chơi chú đấy chỉ sai ta lo nản giống như mẹ này sầm nuôi năng phải gọi gì nên thế phi ga mà đi vào yêu dù ta mệt kiêng cho ăn thế chẳng là ní ta chú cho yêu chẳng là ní tục sẵn tôi muốn là ổn nữ nà xí gà ổ tê yêu ta là ní là cá chẳng mệt đá à chú cho yêu mà cài yêu chẳng là ní hiện tình đồng này giống như tục thiệt sẵn chứ mưa chọc sẵn mình thiết đã mù dân kẻ cho rồi chói ông số ta ta châu chất ở đây là bấy nhấn tại anh đang khó hỏi mẹ này nó bây lấy là lệch bấy đang lệch bì như thế ổ nước na xí gạo tèo nhấn số ta ta thằng này là cá sinh nhật mạnh đấy na của số ta à chú chói ở mà cài ở vì lo na mix là lo nhấn hay một tiết lệch bì nhưng phim một lệch bì lệch bì như thế phi ga mà ni vả yếu rồi ta phiền ót nó bây giờ thằng bất chỉ là ona mê chuyện sẽ là hành trắng nông chấm nào pi ní mui na xăm chieng cứ để bay xăm chieng mình đấy để sang xuôi ngay này cá xin chẳng mạnh đấy thắng bất chỉ là ona mê sẽ là nhá rồi bên đi xuống mê phiền ót bất chỉ là ona mê sẽ là hành trắng pi lắc có những anh cái thai vì hiện sự điên này phần tái vì mình lo đối rồi lịch bay để nhắc lịch pi có khó đại nhau pi lịch buôn lịch mới cứ cứ khó toàn đến đó nhé ta là lịch phạm người ta cho rửa mưa nào xí ga cho nước cho rửa mưa ăn cho hòa hiểu nên để cho rửa mưa nào xí ga chua yo nào xí ga chua yo anh hiểu là cho rửa mưa nào xí ga chút chi anh này ai cho rửa mưa nào xí ga ốp xó xó cho rửa mưa ăn cho hòa hiểu trong bọn miền đây cái đại phong ở châu cho đại đại cứ mình tới thì hay cho rửa mưa nào xí ga ít xó xó cho nên giờ rừng mạnh rồi đào xa tầm miến có trời đài cứ đào xa ta đợi cái đá nó bị đáy hái ở chỗ chất đỡ rồi cái đài cứ trầm trầm trời nhưng chúng ta bảo những cứ lệch bày mà giờ rừng mưa na si ga thọ vào so cho nên giờ rừng mưa ăn chơi ông ta đợi xa ta đợi riêng gì tháng nhóm mình chỗ chất đợi cái đài thế đào xa tái à khá thiệt đợi cái đài nó cứ cái đài kháng kháng về toàn cái đó nữa ok chẳng là ní kia mê riêng bỏ dường mê riêng thì đọc pram hay dường một chọc thẩm y bia thọc bình thức kì il kì thì mẹ mô này miên dùm ngó lại comment nâng hẳn khổng vì tấu nhóm nâng thử gà chói top hay mẹ mô này thư lùm hát nhóm nâng chôm thật mơ bởi dân khó nhóm nâng chùi cái hay bởi dân chí nè ọ kết thả trong miên chăn tiện thả trong chè gare xôm thư lùm hát tạo hẳn hiến thư tạo hẳn hết bởi dân chí khó có dương bạn đăng thả dương thư nâng khó đại chắc nhóm chùi cái tới cứ dương điện bàn trẻ mà nay bảo dân dương ngọt thôi sao dân nghe đó nên nên khỏi ta nhầm đằng ai nhầm đằng ai nhầm đằng ấy mà ta hiện thường đó về dương tập phương men tên ai khó hay có ai trời chắc bảo dân dương ăn đủ quát nói dương ai đằng thả khó trời bởi khó nhầm chui cái đó nhỏ nên ngày thường hà đi khó dân cái thì đó cứ trầm trời bình tôi nên đó nhé ok chẳng ở đây nhầm mình trong chúng mình phần nắng hay chọc thầm này chắc hay chụp hiến ở mình đi cắt tiết ngọt này chúng mình biết rồi nhé.